À, xin chào quý anh chị các bạn, em là Thuận, tư vấn bán hàng tại Hyundai miền Nam. Thì đây là ngày cuối năm, thì hiện tại các dòng xe của Hyundai đang có ưu đãi chưa từng có trong dịp cuối năm âm lịch 2022 này, cũng là đầu năm 2023. Thì em sẽ giới thiệu tiếp theo tới quý anh chị, đây là chiếc xe Stargazer phiên bản tiêu chuẩn màu đen. Thì với mức giá niêm yết là 575, thì hiện tại chiếc xe này đang được giảm giá lên tới là 35 triệu nha, chứ bao gồm quà tặng cũng như là ưu đãi giảm giá. Thì hiện tại thì em chưa từng có là dịp cuối năm mà đang có ưu đãi tốt như hiện nay. Đó, ưu đãi hiện tại là hơn 50% phí trước bạ cũng như tặng phụ kiện bảo hiểm đầy đủ hết nha quý anh chị. Thì chiếc Stargazer tiêu chuẩn này thì rất là phù hợp đối với các quý anh chị mà mua xe chạy dịch vụ, mua xe chạy dịch vụ kinh doanh Grab hoặc là taxi ha. Thì dòng xe này thì là đang được rất nhiều khách hàng lựa chọn để phục vụ cho mình chạy dịch vụ cũng như là đi gia đình ha, 7 chỗ rất là rộng rãi, chi phí hợp lý. Thì trên phiên bản Stargazer này thì chúng ta vẫn được trang bị về phần đầu xe là mặt ga lăng là đen bóng, logo Hyundai cũng như đèn LED ban ngày nằm ở phía trên này ha. Chiếc xe này thì được đánh giá là tiết kiệm nha quý anh chị. Mức tiêu nhiên liệu của nó tại thành phố thì nó rơi vào khoảng là 7 lít, đường trường thì nó sẽ thấp hơn. Đèn sẽ là đèn halogen màu vàng nhé. Đây chính là đèn gầm, đèn xi nhan. Trên phiên bản này thì là dòng Stargazer sẽ có phiên bản cao cấp hơn một xíu, đó là Stargazer phiên bản đặc biệt, thì là sẽ có thêm là móng đúc này, ghế da, hệ thống phanh cân bằng điện tử hỗ trợ khai ngang dốc, rồi cũng như là có màn hình và camera lùi, rồi là ghế chỉnh cơ là sáu hướng, để nổ start stop, để nổ từ xa. Thì đây là phần thân xe của chiếc xe Hyundai Stargazer này. Thì chúng ta vẫn được trang bị mâm đúc hợp kim nhôm là 16 inch nha. Và gương sẽ là gương chỉnh điện và gập điện luôn nha. Chiếc Hyundai Stargazer thì chúng ta sẽ có chiều dài cơ sở lên tới 2780mm, là một trong những dòng xe có chiều dài cơ sở lớn nhất trong phân khúc ha. Thì nó sẽ tạo cho chúng ta một không gian cả ba hàng ghế rất là rộng rãi luôn. Đó là tên chiếc Hyundai Stargazer này. Giá rất là hợp lý phải chăng nha quý anh chị. Đây là gương chỉ hồ chỉnh điện gập điện và tích hợp đèn bỏ rẽ, tay nắm cửa sẽ cùng màu với màu thân xe luôn. Đó là về phần thân xe. Thì chiếc này nó có khoảng sân gầm xe cũng khá là cao, chúng ta vượt địa hình rất là tốt nha quý anh chị. Ở phía sau của chiếc Stargazer này thì chúng ta vẫn được trang bị hệ thống cùng đèn hậu dạng full LED, nó sẽ tạo điểm nổi bật cho chiếc xe khi chúng ta di chuyển ha. Trên phiên bản này thì chúng ta được trang bị là 3 cảm biến lùi. Chiếc Stargazer được làm sơn màu sơn mạc chrome, đèn bỏ phanh trên cao cũng như là anten, là chúng ta chỉ được trang bị anten vây cả ha. Đây là mức cao nhiên liệu của chiếc Hyundai Stargazer. Thực tế thì chúng ta chạy á, thì nó sẽ là hợp lý hơn rất là nhiều. Hai phanh trước là hai phanh đĩa ha, hai phanh thỏi sau là hai phanh thăng trống như quý vị. Đó là không gian cả ba hàng ghế mà khi chúng ta gặp ha, thì chúng ta sẽ có một không gian ngồi rất là thoải mái luôn. Đây thì chúng ta sẽ có điều chỉnh được độ ngã của từ đầu, cũng như là ở phía sau này chúng ta sẽ có vẫn có cổng sạc 12V 180W ở phía sau. Thì ở phía trên đó thì chúng ta sẽ có cửa gió để có thể là chúng ta sẽ làm mát ở tới hàng ghế thứ ba này luôn được luôn. Chất liệu ghế là ghế nỉ. Ở phía dưới này thì chúng ta sẽ có không gian để chúng ta để đồ ha, một số vật dụng để chúng ta đi hàng ngày. Đó, và khi nào mà chúng ta muốn gập thì chúng ta sẽ kéo dây này ra, chúng ta gập xuống. Thì chúng ta đi 5 người thì chúng ta gập xuống như này thì chúng ta sẽ có một không gian rất là rộng nha quý anh chị. Không gian gập nó rất là bằng phẳng nha, nó sẽ không có cái điểm gồ ghề như một số dòng xe khác, mà đây nó sẽ là gập hẳn như vậy luôn. Đó chiếc Stargazer phiên bản tiêu chuẩn này, giá rất là hợp lý nha quý anh chị. Tầm tiền mà chúng ta bỏ ra tầm khoảng 160 triệu là chúng ta có thể sử dụng chiếc xe này rồi. Hyundai Stargazer phiên bản tiêu chuẩn. Ở đây là không gian nội thất của chiếc xe Hyundai Stargazer. Thì tay nắm cửa thì chúng ta sẽ có, đó là các tắp bị lên xuống này, để có khóa cửa, khóa kính ở phía sau, khóa gần trẻ em, rồi mở cửa và khóa cửa ở trong xe, chỉnh điện gập điện. Ghế của chúng ta là ghế chỉnh cơ là 4 hướng nhá, ghế chỉnh cơ 4 hướng thôi nha quý anh chị. Đây không gian nội thất của chiếc xe này. Trên xe này thì chúng ta vẫn được trang bị chìa khóa là chìa khóa remote ha, và chúng ta chưa có để nổ tự động một chạm. Đó.
Thì vô lăng thì chúng ta vẫn tích hợp các nút bấm nghe, gọi điện thoại, đánh tay này, rồi các phím thì chúng ta cài đặt trên xe ha. Đèn trên phiên bản này thì chúng ta chỉ có tính năng đèn tự động đó. Khi mà chúng ta bật đèn lên thì chúng ta sẽ có các đèn nội thất rất là đẹp. Trên phiên bản này thì chúng ta mua về chúng ta cũng phải đổ màn hình lên ha. Trên phiên bản này thì chúng ta sẽ không có màn hình. Đây là chúng ta sẽ có điều chỉnh là sải kính trước này, rồi cũng như là sải kính sau. Sải kính trước ở đây, sải kính sau ở đây là điều chỉnh nhiệt độ, lấy gió trong gió ngoài. Còn đây là để chúng ta để đồ ha. Còn cái này là chúng ta không gian nội thất rất là đẹp nha quý anh chị. Chi phí lăn bánh của chiếc xe này em tạm tính nó rơi vào khoảng là 620 thôi là chúng ta sở hữu được chiếc xe này rồi. Rất là đẹp, chi phí rất là phải chăng. Hyundai Stargazer thì dòng này đang có chương trình ưu đãi rất là tốt nha quý anh chị, dọc 7 chỗ. Ở phía sau này thì chúng ta vẫn chưa có cổng sạc ha. Trên phiên bản kia thì chúng ta có cổng sạc. Ở đây các khay để chúng ta để đồ này, vật dụng cá nhân. Ở đây đó là không gian ở phía trước này để chúng ta lựa chọn ha. Đấy, đây không gian để đồ rất là rộng. Điều hòa đây thì chúng ta có thể chỉnh tốc độ gió ở đây được luôn, và cái điều chỉnh cái vị trí gió ha. Chiếc xe này được trang bị động cơ là 1.5 lít, công suất là 114 mã lực và mô men xoắn là 144 Nm ha. Chiếc xe này thì là rất là tiết kiệm nha quý anh chị. Em đánh giá là tiết kiệm nhất trong phân khúc. Ở đây thì chúng ta sẽ có là cần số là số tự động này. Chúng ta có PRND. Chúng ta từ vị D chúng ta đẩy qua bên S á, là chúng ta sử dụng cái chế độ bản tự động. Thì một số anh em mà chạy dịch vụ thì chúng ta thích chạy số sàn đúng không? Nhưng mà chiếc xe này chúng ta vẫn có chế độ bản tự động, thì chiếc xe này được giả lập là hộp số giá lọc lên tới là khoảng 10 cấp nhé, để chúng ta có thể sử dụng được cái chế độ gì đó. Ví dụ như từ vị trí này chúng ta đẩy qua S và chúng ta muốn chủ động lên số xuống số để chúng ta sử dụng những cung đường như chúng ta lên đèo xuống đèo, thì chúng ta sử dụng cái chế độ bản tự động được như vậy. Chúng bằng cách chúng ta về D chúng ta đẩy qua S, khi mà chúng ta muốn tăng lên số thì chúng ta đẩy lên, và chúng ta muốn về số thì chúng ta về để chúng ta chủ động để chúng ta sử dụng như chúng ta đi xe số sàn với đó như quý vị. Rất là hay. Rồi, em đã giới thiệu được xong cho quý anh chị chiếc Hyundai Stargazer phiên bản tiêu chuẩn màu đen này. Để biết thêm chi tiết về chương trình khuyến mãi của dòng xe này thì quý anh chị có liên hệ em theo số điện thoại là 0962 385 818. Em là Thuận, tư vấn bán hàng tại Hyundai miền Nam. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị những video sau.